Còn tại khu vực Tây Nguyên thì cũng đang bắt đầu dần bước vào mùa khô. Và với dự báo là El Nino có thể tác động tới tháng 4 năm sau, thì việc chuẩn bị ứng phó cho một mùa khô khắc nghiệt sẽ là điều hết sức cần thiết từ thời điểm này. Vâng, sự chuẩn bị là cần thiết bởi vì nếu mà nhìn lại những năm 2016-2015 thì El Nino cường độ mạnh đã khiến cho nhiều xã thôn, nhiều huyện đều bị thiệt hại nặng nề do thiếu nước tưới. Và sau nhiều nỗ lực, năm nay bà con Tây Nguyên đã chủ động chuẩn bị để giảm bớt tình trạng này trong thời gian tới. Sau vụ thu hoạch này, Tây Nguyên sẽ bước vào áp lực của mùa khô, làm sao để có thể có đủ nước tưới cho cây cà phê cũng như nhiều loại nông sản khác đối với những diện tích nông hộ nhỏ dưới 1 hecta. Đây là bài toán trong nhiều năm qua tại Tây Nguyên cần phải có lời giải. Lớp học đồng ruộng lần đầu tiên được tổ chức tại thôn này đã cho người dân ở đây những kiến thức tưới tiết kiệm, cách làm không tốn chi phí, phù hợp với các vườn cà phê có diện tích dưới 1 hecta, loại vườn phổ biến ở Tây Nguyên. Tưới để cho vừa đủ lượng nước của cái cây cà phê là tầm bao nhiêu là đủ, rồi lúc mà hoa ra hoa như thế nào là mình tưới. Không chỉ tưới lượng nước vừa đủ mà cũng cần phải có nơi trữ nước. Vừa kịp tích nước từ những cơn mưa cuối mùa, anh Thắng khánh thành chiếc ao chống chịu với biến đổi khí hậu có diện tích 300 m². Bây giờ cái lượng nước bây giờ nó đào được thêm như vậy thì theo mình nghĩ thì cũng khả năng là đủ nước tưới là cho gia đình. Đa phần các vườn cà phê nhỏ lẻ gặp khó khăn về nước tưới bởi không có kinh phí đầu tư kênh mương thủy lợi. Cải tạo ao tự nhiên thành ao chống chịu biến đổi khí hậu đang được cho là giải pháp phù hợp. Tận dụng những cái ao thiên nhiên hiện có, chúng ta là chỉ có khai thác mở rộng ra thôi. Chúng ta đào sâu và chúng ta tôn cao để mở rộng ra để tăng cái trữ nước. Còn đối với các mô hình khác thì chúng ta vẫn tốn kém hơn. Bằng cách cung cấp những loại ao này có thể trữ nước cho nước mưa, đào tạo họ về kỹ thuật tưới tiêu, về nông nghiệp thích ứng với khí hậu. Điều chúng tôi hy vọng là làm tăng khả năng chống chịu cho họ. Năm 2015-2016 là những năm mà El Nino có cường độ mạnh. Cả thôn, cả huyện này đều thiệt hại nặng khi thiếu nước tưới. Nhưng năm nay, với sự chuẩn bị bài bản, kỳ vọng về một mùa khô bớt căng thẳng là hoàn toàn có cơ sở.